Xin chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tám Bóng Đá. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo cả các trận đấu tại Ngoại hạng Anh giữa Arsenal với Bournemouth. Arsenal chưa từng để thua đối thủ này trong 5 lần chạm trán gần đây, trong đó họ đã có 4 trận giành chiến thắng. Cùng với đó, Bournemouth đang tỏ rõ được mặt hạn chế của mình khi mà họ đã để thua 4 trên 5 trận gần nhất. Và để có thể dự đoán được tỷ số trận đấu lần này thì anh em hãy cùng theo chân Tám Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay. Đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment cùng với Tám Bóng Đá nhé. Xin chào anh em, hôm nay chúng ta hãy cùng soi kèo trận đấu giữa Bournemouth gặp Arsenal diễn ra lúc 23:30 ngày 20 tháng 8 tại giải Ngoại hạng Anh. Bournemouth đã có trận ra quân ấn tượng ở Premier League khi mà họ dù là một tân binh mới thăng hạng nhưng mà vẫn có trận thắng thuyết phục tỷ số 2-0 trước Aston Villa. Tuy nhiên trước một nhà đương kim vô địch quá mạnh như Man City thì họ không thể chống đỡ nổi và thua tan nát tỷ số 0-4 ở lượt trận thứ hai. Về phía Arsenal, sau 2 trận toàn thắng, họ ghi 6 bàn, nhận chỉ 2 bàn thua. Arsenal đang tạm chiếm vị trí thứ hai ở trên bảng xếp hạng khi bằng điểm Man City nhưng kém hơn vị trí số phụ. Có thể thấy rằng pháo thủ đang có lối chơi cực kỳ thuyết phục khi cả hai vòng đấu vừa qua đều giành thắng lợi với tỷ số cách biệt cùng lối chơi rất là thuyết phục. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 là 1 hòa, cả trận 2.75. Arsenal mang về tiền đạo Gabriel Jesus ở trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và đây là một bản hợp đồng rất chất lượng đến thời điểm này của pháo thủ. Anh ghi tới 7 bàn sau 8 trận ra quân trên mọi mặt trận, tính cả các trận đấu giao hữu. Mới nhất là 2 bàn và 2 kiến tạo vào lưới của Leicester City. Đội chủ sân Emirates đang trình diễn một lối chơi rất cống hiến khi cả 8 trận liên tiếp vừa qua đều ghi không dưới 2 bàn mỗi trận. Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn cửa tài là hợp lý. Mức chấp nhà cái đưa ra là Arsenal chấp Bournemouth 1.25 trái. Với 8 trận thắng đều với tỷ số cách biệt vừa qua, Arsenal đã thắng kèo tới 7 trận và hòa duy nhất 1 trận. Trong chuỗi trận ấn tượng đó, pháo thủ từng hủy diệt Chelsea với cách biệt 4 bàn không gỡ, hủy diệt Sevilla tỷ số đậm là 6-0 và gần nhất nạn nhân của họ là Leicester City. Chúng tôi nghĩ rằng thời điểm này việc chọn cửa Arsenal vẫn là lựa chọn hợp lý nhất. Dự đoán pháo thủ sẽ thắng 3-1. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những bản soi kèo hay và hấp dẫn trong và ngoài nước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.